Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Hôm nay mới đồng mới về được kiện thì giao máy cho các bác. Bác nào mà đã cọc tiền nhà em mua máy nhà em thì em bán 40 ra là em bán hết rồi, vừa 4 cái kiện này cho 4 bác. Đấy thì bác nào đã mua máy cọc tiền nhà em rồi thì các bác vào xem video những em làm một con này hướng dẫn cho 4 con. Đấy bác Thanh Hóa, bác Hạ Long này, một bác ở Hải Phòng, một bác Hà Nội, là 4 bác thì vào đây xem video nhá. Để cái cách dùng nhá. Thì em tranh thủ quay qua thì đi cả đêm qua giờ mới về nhà cơ. Đấy, thì em quay qua video cho các bác nhá. Em để gọn kiện ra đây. Đây, camera quay gần đây. Đây là nút tắt này. Còn đây là chế độ bật lạnh này, chế độ nóng này, và quạt gió và hút ẩm. Đấy, có 4 chế độ đây rồi. Em đặt đây thì tí em sẽ dịch tiếng Việt cho các bác. Thì các bác bật chế độ lạnh của em nhé. Đây là chế độ lạnh này. Đấy, em bật chế độ lạnh, bắt đầu là mà lạnh nó đang lên rồi thì em làm bật chế độ lạnh đi nhá. Thì các bác để ý hộ em nhé, bật chế độ lạnh đây thì tăng giảm nhiệt độ ở đây. Thì còn ở đây là chế độ ẩm, bù ẩm 60% và 50% ẩm ở đây, 55% ẩm, đây là nút bù ẩm nhá. Đấy, còn các bác để ý ở phía bên trong này hộ em nhé, thì đây sẽ là nút auto lia dàn, tức là vệ sinh máy, vệ sinh buồng máy. Và nút bên cạnh là ghim 2 giây, giữ chặn ghim 2 giây. Thì nút bên này sẽ là nút sấy dàn, tức là nó sẽ sấy sạch dàn này để khử mùi hôi. Đây là nút sấy dàn. Còn đây là tốc độ quạt và hướng gió. Đấy, chỗ này là hướng gió, bao nhiêu là hướng gió. Còn phần bên trong này là phần chỉnh nhiệt, chỉnh chế độ bật oxy. Và nhiều chức năng của máy thì em không gì nữa, nhiều chức năng lung tung thì em không thể dịch hết được. Thì em có thể dịch các bác chế độ bật oxy. Bật oxy các bác bật về số 6, 6/20. Thì các bác ấn phím này là phím ok, là phím chọn. Chọn vào đây thì khi ấn phím lên xuống đây thì nó có tất cả 3 chế độ gió khác nhau. Thì các bác chọn to nhỏ, các bác tự chọn chế độ gió của em nhé. Chọn xong thì các bác ấn phần ok cho em là lên chế độ gió. Thì gió quạt sẽ thổi ở đây. Đấy, thổi chậm thổi to sẽ thổi ở đây. Thì cái quạt gió này là lượng đông oxy rất là lớn. Thì nó có xiên hú của gió. Thì các bác nhớ của em là riêng cái đầu kết nối này nhá, các bác yêu cầu thợ là đút chặt vào cho em, hơn là đút chặt vào và dính silicon, dính khô silicon cho em. Một ngày sau mới được bật nhá. Mặt đầu lạnh trên cái nối từ oxy từ cùng nóng cái nối bằng lạnh là yêu cầu các bác là phải dính keo silicon cho em nhá. Và không được để ống gập nhá. Đấy để lưu ý các bác những phần như vậy. Đấy, là em hướng dẫn các bác chế độ dùng oxy là bật tắt máy này và chế độ ẩm này. Còn ở trong phần này hiện giờ thì các bác cứ bấm lung ta lung tung thì các bác ấn reset của em lại từ đầu ở lúc này nhá. Đấy, khiển này tức là khiển mới tinh nhá. Những cái khiển cũ này là em sẽ bán những con máy đầu bé, mà em sẽ không để toàn bộ khiển mới cho các bác nhá, các bác yên tâm vậy. Tức là em đang báo khiển đã về rồi và gửi cho bác những cái khiển đẹp để cho những con máy đầu to đời cao. Để ưu tiên những con máy to, những con máy đầu to đầu trên 40 lên em sẽ ưu tiên khiển mới tinh cho các bác. Đấy, các bác xem video chủ động xem của em với nhá. Thì thời gian nó đang rất bận thì em chỉ quay qua như vậy máy rồi tôi vẫn dùng cho các bác rồi, thì các bác vào xem của em nhá. Đấy, thì bác nào đã lại cọc tiền với em thì hôm nay em sẽ gửi luôn vào trong buổi chiều nay. Thì các bác chủ động nhận máy cho em nhé. Thì bây giờ rất là bận, hôm nay bắt đầu vào lắng rồi. Đấy, bếp từ là em quay là em đã bán con size 75 em đã bán rồi này. Con bếp ga bán này, bếp từ này bán rồi này. Còn hai con size 60 này. Hiện tại là bếp này là em đang còn 10 chiếc, các bác cứ yên tâm đi. Là thợ em vẫn cứ dọn đều nhé. Bác nào lấy cứ alo cho em. Thợ đang vẫn đang dọn đều nhé. Bếp là vẫn đang còn, con này vẫn đang còn nhé. Dọn đều bán rồi nhưng vẫn đang còn 2-3 chiếc như này. Đấy, để các bác yên tâm nhé. Này, bếp ga em có rất nhiều. Nếu bác nào đặt thì em sẽ dọn, còn chủ yếu là dọn điều hòa để bán trước thôi. Đấy, rất mong các bác thông cảm nhá. Thì nhiều bác cứ bảo là đặt xong rồi quay video ưng thì các bác lấy, bác cực kỳ thông cảm với em nhé. Thì các bác muốn như vậy phải đợi thời gian rảnh thì em sẽ quay. Đấy, em giới thiệu điều hòa xong thì các bác chủ động ủng hộ em ấy nhá. Đấy, các bác vào xem video để hướng dẫn dùng nhá. Chào các bác nhá.